Em nói thật với các chị, ngày xưa em nghèo ấy, ngày xưa em nghèo con chó nó cũng khinh em các chị ạ. Cho nên bây giờ ấy, thỉnh thoảng em không có việc gì làm em lôi tiền ra em đếm các chị ạ. Nhìn thấy tiền là em sướng lắm luôn đấy các Em chị phấn nhá. khởi đúng Em không? phấn khởi lắm. Đấy. Mà em sẽ gọi là cố gắng phấn đấu để làm rất là nhiều việc để kiếm được tiền. Để kiếm được tiền thì đương nhiên là nó cũng không phải đơn giản. Tự nhiên mà có các chị ở đấy em mà làm ngày làm đêm live stream rồi bán hàng online rồi đủ thứ. Tức là cái gì kiếm được ra tiền là em làm. Đấy. Vì là em ngẫm ra một điều như này này. Đời không có tiền đấy, con chó nó cũng khinh mình. Mà đúng ngày xưa lúc em nghèo con chó nó cũng khinh em các chị ạ. Con chó nó nhìn thấy cái người mà đi xe SH ra nó không đuổi, mà em vừa đi bộ qua mà nó đuổi em chạy gần chết luôn đấy. Cho nên là lúc đấy em nghĩ em tuổi thân lắm, bởi vì con chó nó cũng 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 khinh. Cho nên em phải nghĩ rằng là mình phải phải có thật nhiều tiền đấy mọi người ạ. Làm gì cũng được nhưng mà phải kiếm được tiền. Mình kiếm được tiền thì mình không bị ai khinh, anh em họ hàng gia đình đấy, làng xóm láng giềng không ai người ta coi thường mình được. Cho nên là nhiều người cứ bảo là tiền không quan trọng, tiền nhiều để làm gì, nhưng mà em với em kiểu tiền nó rất là quan trọng, phải nhiều tiền thì mới có giá trị. Đấy, cho nên là từ lúc mà em bán hàng online ấy, nói thật với các chị, ngày xưa em nghèo lắm. Chắc các chị cũng lên nghe những cái câu chuyện em đã từng kể trên mạng rồi, ngày xưa em nghèo lắm. Em nghèo lắm, em làm từ gọi là đi quét rác rồi bán quần áo vỉa hè, em đi hội chợ em làm đủ mọi nghề rồi và tích tụ lại và tất cả các nghề dồn lén lại chỉ có đúng cái nghề kinh doanh online là em tồn tại được thôi. Thứ nhất là ngày xưa ấy, em cũng rất là nghèo, làm gì có vốn đâu, có ai cấp vốn cho đâu. Bố mẹ ở quê thì nghèo rớt mùng tơi ra, lấy ông Phú yêu ông Phú thì cũng lại nghèo, nhà đã nghèo rồi dựa cái cột mục nữa, không có kẹo gì, nghèo lắm. Nhưng mà hai vợ chồng bảo ban nhau làm kinh doanh online cho nên em mới có tiền. Chính vì vậy em nói thật với các chị như này này, kinh doanh online với em kiểu đi, chị nào mà còn đang kiểu suy nghĩ này, chị nào mà đang không có vốn này, chị em nào không có công ăn việc làm ổn định này, chị em nào đang thất nghiệp này, chị em nào là mẹ bỉm này, đang muốn tìm kiếm một công việc ổn định mà không mất quá nhiều vốn này, thì hãy tham khảo ngay cái kinh doanh online cùng với em Kiều. Đến với em Kiều anh ấy, chị không cần phải nhiều vốn đâu, chỉ cần 2 triệu thôi. 2 triệu này là anh chị được nhập 7-8 sản phẩm về. Đấy, ví dụ như được nhập mấy hộp dạ dày về này. Đấy, em sẽ là người dạy các chị cách bán, hướng dẫn các chị cách làm sao ra được đơn thì thôi. Đấy, bao giờ mà dạy cho các chị cam kết ra đơn thì thôi. Các chị ạ, làm cái gì cũng được nhưng mà lên bán hàng online. Bởi vì sao? Bán hàng online ấy, mình vừa nhàn, mình vừa có nhiều thời gian, mình không mất nhiều vốn, mà đặc biệt đến với em Kiều các chị không cần phải ôm hàng. Làm gì cũng được. Nhưng mà sao ạ, mình có thời gian chăm sóc gia đình, mình không bị mệt nhọc. Đấy bây giờ nhá, nếu như nay mai rét thì mọi người biết rồi, thời ngày xưa như ông Phú đây đi bán trà đá đây, khổ như chó luôn ý. Em Kiều thì đi quét rác cái lúc mà chúng ta chưa gặp nhau nhỉ. Cái lúc bây giờ chúng ta không gặp nhau sớm, chúng ta bán hàng online, giờ chúng ta phải tỷ phú không nhỉ. Chúng ta gặp nhau trên đường đời, cái lúc mà ông Phú bán trà đá đây thì tôi đang đi quét rác cái thời điểm đấy mà. Về so lại năm rồi, lúc đấy ông Phú đang bán trà đá thì tôi đang quét rác. Cái lúc ông Phú đi cắt tóc thì tôi cao cấp hơn, tôi bán quần áo vỉa hè, tức là hai đứa đều ngồi vỉa hè. Ông Phú ngồi gốc cây, treo cái gương để bán, để cắt tóc, còn tôi thì bán quần áo ngoài vỉa hè. Đến lúc mà ông Phú gọi là đi tam mao thì tôi cũng đi tam mao, tức là tôi đi hội chợ, tôi tam mao cao cấp hơn, tôi vẫn kiếm được ra tiền. Đó, thế thì cho nên là bạn cũng làm rất nhiều nghề rồi nhưng đọng lại cuối cùng chỉ kinh doanh online thôi. Đương nhiên em là những người đi trước, em có kinh nghiệm, em may mắn hơn các chị. Thì chính vì vậy em có kinh nghiệm em sẽ dạy hướng dẫn lại cho các chị. Đương nhiên là có những chị thì bảo ôi dồi ôi, Kiều giỏi thì Kiều làm chứ chị không làm được đâu. Đương nhiên rồi các chị ơi, các chị để mà đạt được như ngày hôm nay, các chị chỉ nhìn đến những cái con đường em đi nó đầy hoa thôi. Các chị có nhìn thấy máu và nước mắt đâu, có nhìn đến những cái chông gai em đã từng vỡ đâu, đúng không? Nhưng mà sao ạ, chúng ta làm gì cũng thế, đều phải có thất bại rồi mới có thành công. Nhưng các chị bây giờ may mắn hơn em Kiều là em Kiều sẽ là người đi trước rồi, hướng dẫn cho các chị. Chứ ngày xưa em với cả Phú Lê đấy, làm gì có ai hướng dẫn đâu, tiền không có, cũng đi lấy từng bộ quần áo một về bán thôi, mà cũng đi nhặt nhạnh thôi, lãi 5.000, 10.000 thôi. Nhưng bây giờ các chị may mắn hơn, hàng em Kiều cấp cho các chị, phương phát bán em Kiều sẽ hướng dẫn cho các chị, đúng không ạ? Quan trọng nhất là các chị không cần phải lo quá nhiều vốn. Bởi vì sao? Em rất hiểu tâm lý các chị bây giờ. Thứ nhất, nếu như nhiều vốn là các chị không có tiền, vì các chị sợ bị lừa. Thứ hai, các chị rất sợ bị lừa gà, nhưng đến với nhà em Kiều là các chị yên tâm. Bởi vì sao? Bán hết lại lấy bán. Ví dụ, các chị lấy mấy hộp dạ dày đi, hoặc là mấy hộp kem chống nắng đi, mấy hộp sữa tắm đi, các chị bán hết, các chị lại lấy, em lại gửi cho các chị. Cái việc mà các chị bị lừa gà là không bao giờ phải lo. Thứ hai nữa sao ạ? Các chị không bao giờ lo phải ôm hàng. Thứ ba, phương pháp bán em đã có kinh nghiệm rồi, em sẽ hướng dẫn cho các chị. Cho nên em nói với các chị nghe như này là các chị làm gì cũng được, nhưng các chị hãy kinh doanh thêm online.
Bởi vì kinh doanh online nó không mất nhiều thời gian đâu, mà thu nhập cực kỳ ổn định. Đấy, cũng như các chị nhìn như em Kiều đây này, làm bao nhiêu nghề rồi có nghề nào thành công đâu, làm online. Các chị bảo là không làm được như em Kiều, đúng rồi, em 10 các chị chỉ cần làm một phần như em Kiều thôi, một tháng các chị cũng có thu nhập vài triệu rồi. Vài triệu bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn như này là quá tuyệt vời rồi các chị ơi. Thứ nhất các chị không phải phụ thuộc bất cứ bố con thằng nào, chồng nhỏ, thích thì làm, không thích thì nghỉ, chả phải lo lắng gì cả. Đấy, chứ còn bây giờ các chị mà đi làm thuê là phải đúng giờ. Đấy, không vớ vẩn, nó trừ lương, rồi nó thế lọ thế kia đây không. Thích thì làm, không thích bố mày nghỉ ở nhà trông con. Đấy, nó sướng ở cái chỗ đấy. 10-15 triệu một tháng mà không phụ thuộc thời gian của bố con thằng nào, mình làm chủ thời gian của mình thì sướng quá gì nữa. Đúng rồi, cho nên là xem được cái video này, chị nào, anh nào muốn kinh doanh online trên đa nền tảng TikTok, Facebook, Zalo, Lazada, Shopee, nhắn tin ngay cho em Kiều để em hỗ trợ cho mà làm nhá. Em hỗ trợ hết mình luôn, kể cả là các chị ấy làm không làm được, bảo Kiều ơi chị không thích làm được, quay đầu hàng về bán giúp chị, ok một lốp nhạc. Chỉ có đến em Kiều với gia đình Phú Lê thì cái đồng vốn của các chị mới được bảo toàn thôi. Chỉ có đến với gia đình nhà Phú Lê thôi thì các chị mới yên tâm thôi, còn đi chỗ khác không cẩn thận là bị lùa gà đấy. Nên là các chị yên tâm nha, chị nào thích thì nhắn tin ngay cho em Kiều hỗ trợ cho, ok.